liên quan đến lĩnh vực môi trường. Thưa quý vị, quyết định số 45 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nêu rõ, từ ngày 18 tháng 10 năm 2024, các phương tiện vận chuyển chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phải hoạt động theo đúng lộ trình và khung thời gian quy định. Qua 2 tuần thực hiện, một số đơn vị gặp không ít khó khăn khi xe thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt hoạt động cùng lúc, đặc biệt là ở thành phố Biên Hòa. Ghi nhận của phóng viên thời sự. 19 giờ tối, các xe vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt ra vào liên tục tại điểm san tiếp phường Trảng Chài, thành phố Biên Hòa để mang rác từ khu vực này đưa đến khu xử lý chất thải Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu xử lý. Song do lượng rác tại đây quá nhiều, do đó đơn vị thu gom dù rất cố gắng vẫn không xử lý dễ. Tình trạng tồn rác vẫn xảy ra. Không chỉ tại đây, ba điểm san tiếp rác khác tại thành phố Biên Hòa ở các phường như Tân Vạn, Hóa An, Phước Tân cũng thường xuyên xảy ra tồn rác. Trong quá trình triển khai thực hiện thì công ty có thấy một số cái khó khăn thực hiện theo cái khung giờ hiện tại thì nếu mà xảy ra trường hợp mà xe mà hư hoặc là kẹt đường thì cái thời gian thực hiện nó sẽ kéo dài, do đó là không đủ cái thời gian mà để quay dòng xe, do đó là nên là không có đảm bảo cái vận chuyển hết cái lượng rác phát sinh trong ngày tại các điểm tiếp về khu xử lý, dẫn đến là có việc tồn đọng rác tại các điểm tiếp như là điểm tiếp Trảng Chài cũng như là Hóa An, Tân Vạn cũng như Phú Tân. Theo quy định 45 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tại các tuyến đường đô thị, thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Tại thành phố Biên Hòa, thời gian vận chuyển được thực hiện từ 8 đến 11 giờ và từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau. Riêng với các tuyến đường ngoài đô thị thì không quy định thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đặc biệt đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý, chất thải nguy hại. Lộ trình vận chuyển trên các tuyến đường đô thị là từ 19 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau, còn với các tuyến đường ngoài đô thị thì không quy định thời gian vận chuyển. Thì về kiến nghị thì công ty cũng mong muốn là Ủy ban Nhân dân thành phố cũng như Ủy ban tỉnh xem xét và tạo điều kiện cho công ty được thực hiện cái vận chuyển rác liên tục từ 19 giờ hôm trước cho đến 12 giờ trưa ngày hôm sau để tạo điều kiện để công ty hoàn thành nhiệm vụ cũng như là thu gom rác sạch rác tại các điểm san tiếp. Rác lúc nào cũng là còn tồn đọng ở các điểm san tiếp, không quy định là các điểm tiếp rác là phải thực hiện thu gom sạch trong ngày. Hiện xí nghiệp môi trường Biên Hòa thuộc công ty cổ phần môi trường Solidarity đang có gần 50 xe vận chuyển rác chuyên dụng. Tuy nhiên do mỗi ngày, toàn thành phố Biên Hòa có gần 800 tấn rác thải sinh hoạt. Trong đó, riêng điểm san tiếp ở phường Trảng Chài mỗi ngày tiếp nhận khoảng 410 tấn, 3 điểm khác còn lại tiếp nhận khoảng 350 tấn một ngày. Nên việc thực hiện trung chuyển trong ngày đang rất khó khăn. Việc nới rộng khung giờ vận chuyển để phù hợp với thực tiễn là vấn đề cần tính toán.